Tiếp theo một từ rất là quen thuộc nhưng mà chúng ta sẽ có hai khuynh hướng để nói sai là đời từ này. Hai khuynh hướng để nói sai. Từ này thì có bạn thì sẽ nói là you. Rất nhiều bạn nói là you, you. Có những bạn thì lại nói là you. Thì nó lại một bên thì nhẹ quá, một bên thì nặng quá. Vậy thì cái âm này nó như thế nào cho nó đơn giản hơn? Thì bản thân của cái âm này là yeah, yeah, you, 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 I love you. Thì bản thân để nói được cái âm này nhẹ nhàng thôi, cảm giác như là cái răng của bạn cán vào cái lưỡi của bạn. Yeah, 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 yeah. Nó không phải giờ mà không phải nhờ, đúng không ạ? Cảm giác hơi điệu một xíu. Yeah, yeah, you, 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 you. Bạn nhìn thấy lưỡi của Trang không? You, you, you. Ok, thực hành. You, yeah. Đó, có một vài từ. You, yeah, yellow. Được không ạ? Thì đó, nhớ là nó không hẳn là you, mà cũng không phải là mạnh quá thành you. You, khi các bạn nói là you là cái lưỡi của bạn nó co vào bên trong rồi, và các bạn để bẹp nó ra. Yeah, yeah. You, you, you. Oh, hi you. Nice to meet you. Đúng không ạ? Kiểu như vậy nhá. Hãy chú ý cái khẩu hình miệng của mình, quan sát cái khẩu hình miệng của mình một chút xíu và lắng nghe cái âm thanh đó phát ra như thế nào, sau đó so sánh với cái âm thanh của mình phát ra, được không ạ? Mình sẽ sửa từng ngày mỗi chút một chút 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 chút, chứ chúng ta sẽ không thể sửa được ngay lập tức ngay tại thời điểm này, mà nó sẽ cần một quá trình dài để chúng ta có thể sửa mỗi ngày một chút xíu. Ok, thank you.